Trời lại mưa mất rồi. Lại mưa mất rồi các bạn ạ. Một, đôi, ba. Long Đen xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Long Đen. Các bạn ạ, hôm nay ấy, thì mình lại thực hiện lại cái video mà hôm qua mình thả giỏ ở cái chiếc thùng này. Thế nhưng mà mình vừa ở trên đám về, trên đám cỗ. Ở sau màn hình của các bạn là một cái đám cỗ cưới ở làng mình. Thì vừa hộ ở trên đấy về. Chẳng cần phải giới thiệu nhiều các bạn nhỉ. Nói về quê hương Bắc Giang mình ấy, thì cỗ bàn ấy toàn là đàn ông vào bếp thôi. Các bạn có thể thấy trên màn hình đấy, các món ăn, các kiểu nấu, rồi nói chung là tất bật là toàn đàn ông cả thôi. Và trong đó có cả mình ở trong đó luôn đấy. Uầy. Vừa là người nhà lại vừa là xóm ngõ. Thì cho nên là cả nhà mình hôm nay là phải ở trên đám hộ hành công việc các bạn ạ. Và thứ hai nữa là xóm ngõ. Chắc hẳn là nhiều lần mình cũng nói ở trong video các bạn, là quê hương mình ấy là có cái kiểu tập tục là trong một cái chòm xóm này khoảng tầm 20 gia đình ấy. Đây, mình có thể là chỉ tay. Đây, từ cái vế này kéo về cái chân cái cột điện kia, đi dọc theo cái hướng này. Đấy, đi lên trên kia là một cái chòm xóm, người ta tập trung vào với nhau thành một cái xóm giềng trong công việc là giúp đỡ nhau này, ốm đau bệnh tật là cũng giúp đỡ nhau này. Tất cả cái công việc hiếu và hỉ là như vậy. Thì đấy, ở quê hương mình là như vậy, còn không biết là quê hương các bạn có thế không. Được con sống con các bạn này, được một con sống con này. Đây. À, hay đấy nhỉ. Thôi được rồi, sống con thì có khả năng thì mình cũng phải túm nó thôi. Nhưng mà cái giỏ này mình chưa biết cách túm bao giờ. Để thử xem nào. Bé bắt các bạn. Bé bắt để vào việc. Vào việc của bé. Mày, đây. Đây chính là cái con sống con. Còn cái, giỏ này thì mình để tạm ở đây thôi. Bởi vì là bắt cá xong ấy thì mình lại phải lên đám. Thì còn thì chiều tối, chắc phải chiều tối về mình mới di chuyển nó đi tới một cái chỗ khác được các bạn ạ. Đây, đây chính là một con sống con này. Mà như ở trong video ngày hôm qua mình bảo, nó có một cái đàn bằng từ này, một đàn bằng từ này và một đàn nhỏ hơn đây này. À, giờ về mãi với đằng kia. À, mình xem mấy cái giỏ cá rô của mình xem nó thế nào đã. Hôm qua có mấy bạn bảo là có mấy cái con cá này cứ vảy lên lại vảy xuống. Không phải đâu các bạn ạ. Tâm lý thì tâm lý chung thôi. Khi mà chăm sóc con gì cũng vậy thôi, mà nuôi con gì thôi. Kiểu cái kiểu hồi hộp của mình ấy. Nhưng mà nó không, cũng không ảnh hưởng gì tới cho chúng nó cả đâu. Có chăng thì cũng có một lần là mình câu xong mình lại thả xuống, thành ra là có vẻ thì nó cũng hơi hơi buồn. Chắc là video đó cũng làm bạn ở đấy cảm thấy là không vui. Thế nhưng mà thôi, thông cảm cho mình, biết làm sao được. Cũng muốn kiếm vài cái con cá để thả vào cái bể vịt nương ấy. Nhiều lần mình cũng đã hứa là như vậy rồi. Thế cho nên là mình mong sao là được con chép này các bạn này. Được một con chép đây. Đây con chép này. Khá to đấy chứ đúng không? Thế là hóa ra được cả chép này. Đây. Cá chép luôn nhá. Rồi để mình bắt nó ra. Đâu, mình xem nào. Trời ơi. Đây các bạn này. Đây bằng từ này rồi. Sao mất rồi? Đây rồi. Đây rồi. Cho vào thau. Đây các bạn nhìn này. To như này rồi này. Rồi. Để đây. Lại úp nó vào đây các bạn. Bằng 3 đầu ngón tay rồi các bạn. Bằng 3 đầu ngón tay rồi. Chính tỏ cũng không lớn được nhiều lắm đâu nhỉ. Nhưng mà nếu như mà đủ cái ăn thì chắc người ta phải nuôi hàng 5-6 tháng thì người ta mới bán được chứ đúng không? Thôi bây giờ mình thả nó ra. Đây. Anh không bắt mày đâu. Anh chỉ bắt mấy con rô, mấy con sộp thôi. Thế là ngon rồi. Cũng gọi là được cá để rửa giọ. Xem cái này nào. Được con chạo tràng các bạn ạ. Được con chạo tràng thôi. Cái này thì thôi mình cứ để đây. Duy nhất được một con chạo tràng. Nhưng mà mình để cái chỗ sâu này một chút xíu các bạn. Chạo tràng. Cứ nó ở trong này cho nó nhảy cho nó vui để cho cá tròi có chăng thì nó vào. Còn hồi hộp là hồi hộp ở mấy cái giỏ cua này này. À quên, cái giỏ cá rô này này. Không có con nào các bạn.
Buồn thế nhỉ. Mất hứng. Khôn thế là không chui vào. Ồ khôn nhỉ. Hay là không phải kiểu của nó nhỉ. Mình nghĩ chắc không phải kiểu của nó chứ. Yêu không dính con nào luôn. Mới hôn khuyên nhà kêu ghê quá. Ờ, được đọc một cái con sộp. Ôi, thôi, thế là lộng ra mất rồi. Chán ghê thật đấy. Giỏi. Thôi cũng may là nó không dính cái con sộp bố mẹ vào. Bắt vào thì lại phải thả nó ra thôi. Rồi bây giờ mình để tạm đây các bạn. Để tạm đây để về lại còn lại tiếp tục lên trên đám thôi. Nhiều việc lắm. Có thể là video hôm nay chắp ghép nó hơi ngắn gọn một chút xíu thì các bạn thông cảm cho Long Đen nhé. Mỗi khi thi thoảng có công việc gì ấy, thì mình muốn làm cái video để gửi tới cho các bạn, để có thể là các bạn xem giải trí, hoặc là các bạn có thể là bình luận ở trong kênh của mình, cho tình cảm nó gắn bó nhau thêm thôi. Rồi để mình đi lên. Ây chà, đi lên trên này xong giờ mới thấy Hiệp mang cả quả diều sói ra để thả gà các bạn nhìn chưa. Ây lên cao phết đấy. Thế thanh niên tí nó có đi cỗ không mà vẫn thả diều thế? Có chứ. Hay là thả con cứ buộc dây ở đấy cứ thả cho nó đậu. Hả? Trước kia bảo mạnh dạn là nếu mà con thả hết dây mà. Lần này thử thả hết dây cái xem sao nào. Ờ thế là không dám thả hết dây rồi. Mạnh dạn xem nào. Mất bỏ. Quả diều ăn lên cao hết các bạn ạ. Quả diều sói. Ây da, mình còn không zoom được ở đâu khu vực nào các bạn. Đây đây. Lên ấy, quả diều sói của hắn đấy. Cao chưa? Ây da. Thôi cứ buộc đấy, nhựa về điên cố đấy chưa. cứ mỗi một đợt gió bắc về ấy, thì mình cũng thường hay nói rồi, cứ gió bắc về thì nó đều gió mà. Thì cho nên các bạn trẻ này, các bạn già cũng đều quê mình đều thả diều hết, vui lắm. Ngày trước ấy, nó không có đường dây điện kia các bạn nhỉ. Có một đường dây điện 500 kV này này. Thì bây giờ phải thả diều ra đường này. Nếu mà không dám thả hết dây vì nó sợ chập vào dây điện, mình cũng phải an toàn một chút xíu các bạn. Người ta cũng cấm thả diều nhưng mà nói chung là trẻ con mà. Nó vẫn cũng không bỏ được cái đam mê của nó là nó thả thêm một chút xíu ở đây. Bố đi cỗ đây. Trước khi đi ăn cỗ vẫn phải ra thăm lại vườn nữa các bạn. Mình kiểm tra tất cả những cái con đấm mồm, tất cả những con vật của mình xem nó thế nào. Thì đây cái mục đích chính của mình là thả mấy con cá rô ấy. Nếu như mà mình bẫy được mình thả vào trong này. Thứ nhất là để xem chúng nó có lớn hơn so với ở ngoài kia không. Bởi vì vào trong này thì mình cũng dễ kiểm soát được mà. Nhiều các bạn bảo là thả cá sộp với cá trê vào đây, nhưng mà không được các bạn ạ. Nếu thả vào đây ấy, là sẵn sàng nó tớp thẳng luôn coi như là chân vịt của mình luôn. Cho nên là không được. Cốc 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 cốc. Đấy. Trong này thì thoải mái, rộng rãi, đẹp đẽ. Cá ở rô ở dưới, vịt ở trên. Nó ăn cả bèo. Rồi thì có thể là nhiều khi nó cũng ăn phân của cái con vịt chẳng hạn là như vậy. Đấy là theo như mình dự kiến là như thế. Thế nhưng mà tiếc quá chả được cái con nào. Cố gắng bắt lên khoảng độ tầm 20 con lên các bạn. Chịu khó thế. Chuẩn bị về cỗ thôi. Anh mình đang rủ lạc đấy các bạn. Cốc 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 cốc. Thôi xem vậy thôi các bạn. Có lẽ nếu như có thời gian thì mình sẽ quay được dài hơn một chút xíu, và cũng có thể là hay hơn một chút xíu. Thì cũng như ở ban đầu thì mình cũng bảo các bạn là thôi hôm nay
công việc thì cũng gặp nhau. Để cho đỡ nhớ thì các bạn thông cảm cho Long Đen, nếu mà video mà nó có hơi xấu một chút xíu thì các bạn thông cảm nhá. Rồi bây giờ mình lại lên đám cỗ đây. À đấy, trước khi đi lên đám cỗ lại lá lại một chút xíu các bạn. Một con bìm bịp nó lại sóng ra rồi, nó lại đi rồi. Nó đi như lần trước rồi các bạn. Chắc lại vài ngày nữa lại mới tìm gặp được nó. Nhiều các bạn cứ nghĩ là mình thả ra rồi mình lại đi bắt. Ngại ghê ấy. Mình không có vậy đâu. Đây, lần này có hai con thôi các bạn này. Một con nó lại đi rồi. Cái con đẹp nhất, cánh khỏe nhất mà nó ương ổi nhất, nó đi đấy. Con gì thế nó có cái cá tính riêng của nó mà. Căn bản là nhiều long quá. Long đang sử dụng dây điện kia cũng là long này. Đội mũ đen này cũng là long này. Mình cũng là long này. Thế thành ra là không biết làm một lần. Thanh niên nhỉ? Thanh niên làm miếng lòng xào dưa nhỉ? Nhà bếp ăn uống vất vả, toàn ăn ở dưới thôi. Các cụ ăn mâm cao, cụ đề mâm ở trên nhỉ? Chúc ơi. Đầu đồng niên ở nào gọi nhá. Anh Tam, anh Tam lại mời em một chén à? Vâng, thế đi. Em chúc sức khỏe anh Tam nhá. Chúc anh sớm lấy vợ nhá. Chúc anh sớm lấy vợ nhá. Là chúc đấy nghe chừng hơi thừa này. Hơi thừa. Chơi cứ chúc. Bao giờ anh mà lấy vợ thì em đến phục vụ anh 3 hôm luôn. Hôm qua tôi bảo rồi nhưng mà nó cần này. Nó bảo đến chừng 4 hôm nó cần. Chán thật đấy. À. Anh em có suất vang bên đấy không? Thế à? Đây, làm miếng sốt vang này này. Đây. Đã đời. Wow. Anh ta mời em chén nữa đi. Anh ta mời em chén nữa đi. Hôm nay mình uống rượu các bạn. Làm chén rượu cho nó ấm. Thời tiết đang rét. Đang rét mà. Anh để cho em nói điêu với mọi người tí. À cái này. Anh, vâng. Vâng, nhưng mà anh đến đây có nhờ với mọi người có chén rượu nào không? Không uống chén rượu nào? À thế à? Thế thì hơi nhạt đấy. Vâng. Gia chủ vừa đến thông báo là chiều lại công tác buổi chiều các bạn. Nóng xào dưa này. Ăn đi. Một, hai, ba, bốn, năm. Chưa kể bia. Hay già ghê đấy. Thôi bây giờ thì thực ra thì ở giữa đám đông này mình cũng không có thể mời được tất cả mọi người. Bởi vì tiếng nó hơi ồn. Thì thôi cũng là thưởng thức một vài món. Rồi thì mình cũng tạm dừng video ở đây. Hẹn các bạn video ngày mai nhé. Các bạn cũng thông cảm cho video của Long Đen của ngày hôm nay. Bởi vì công việc nó cũng bộn bề quá.